Hai bạn đèo nhau đi xe đạp. Hai bạn đi chơi tắm biển rất là vui nha. Hai bạn
quả bóng nữa. Bạn ấy mà ném luôn. Hai bạn ném bóng cho nhau đúng không? Bạn ấy bỏ phao ra. Bỏ phao ra đúng không? Đi trả. Xong hai bạn tắm xóa rồi nha, bây giờ đi lên bãi biển nào. Đi lên bãi biển, bây giờ không còn nước nữa. Nước, bây giờ là tất cả nước thành mây hết rồi. Và đi lên bãi biển thôi. Chúng ta đi lên bãi biển chơi, ném bóng. Và bây giờ trên trời lại có mây rồi. Và xa xa là dãy núi. Trời rất là râm mát đúng không? Hôm nay các bạn đi biển và trời rất là râm mát. Mây che mặt trời cho các bạn chơi suốt cả ngày. Mây trên, lá mây dưới rồi. Các hai bạn chơi cây to cả đâu. À, sao các bạn ngồi dưới cái gốc cây to? Mình bắt đấy cả.
Bạn ấy nhìn sang phải. Bạn ấy nhìn sang trái. Bạn nhỏ đấy tên là gì con? Bạn nhỏ đấy tên là gì? Con người. Con người, bạn người đấy tên là gì?